not because the communists may be doing it, not because we seek their votes, but because it is right. But this peaceful revolution of hope cannot become the prey of hostile powers. We offer a special pledge to convert our good words into good deeds, in a new alliance for progress, to assist free men and free governments in casting off the chains of poverty. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh JB Phi Long. Ngày hôm nay Phi Long rất vui vì được trở lại với các bạn để chia sẻ với các bạn một phương pháp mà Phi Long thường sử dụng để có thể tĩnh lặng đây. Đó là Phi Long đã ứng dụng những phương pháp có ở trong thiền định để giúp cho tâm hồn của mình được bình lặng, an nhiên hơn mỗi ngày. Phương pháp thiền này Phi Long đã ứng dụng trong những giờ cầu nguyện của mình buổi sáng, buổi tối. Ngày hôm nay trong clip lần này, Phi Long giới thiệu cho các bạn ba tư thế của tọa thiền, và Phi Long thì ứng dụng phương pháp tọa thiền vào trong giờ cầu nguyện, còn nội dung có một số cải tiến để phù hợp với cuộc sống của mình. Giờ đây xin kính mời các bạn cùng theo dõi clip cũng như sẽ cùng Phi Long thực hành ở phần cuối clip nhé. Bây giờ bắt đầu thế nào? Trước khi tọa thiền thì chúng ta nên lựa một trang phục thật thoải mái cũng như là một không gian thật yên tĩnh để chúng ta có thể bước vào một buổi tọa thiền thật tốt đẹp. Ba tư thế thường được sử dụng trong tọa thiền đó là tư thế khiết già, tư thế sai gia, một tư thế thiền của Nhật Bản. Hai tư thế này các bạn có thể sử dụng linh hoạt với nhau. Nếu như bạn nào gặp khó khăn trong tư thế kiết già thì các bạn có thể sử dụng tư thế bán kiết già để có thể tọa thiền. Về dụng cụ có thể ngồi thiền, chúng ta có bồ đoàn và một miếng đệm hình vuông để có thể ngồi lên. Bồ đoàn sẽ giúp chúng ta căn chỉnh cơ thể của mình thật đúng, thẳng nhưng không quá căng. Sau đây Phi Long sẽ hướng dẫn cho các bạn một số bước cơ bản khi ngồi tọa thiền. Đầu tiên chúng ta để nệm và bồ đoàn lên một mặt phẳng. Sau đó chúng ta ngồi lên bồ đoàn và duỗi thẳng hai chân. Bước tiếp theo, các bạn có thể co một chân mà các bạn cảm thấy thuận lên đùi của chân tiếp theo. Sau đó chúng ta co chân còn lại và dùng tay để đỡ lấy chân lên phía đùi của chân còn lại. Và chúng ta đã có tư thế kiết già. Về phần tay, chúng ta có thể ghép hai tay lại và hai ngón cái đối vào nhau tạo thành một hình bông sen. Và với gương mặt thì chúng ta sẽ để điềm tĩnh cũng như là mắt chỉ khép nhẹ. Lưng chúng ta để thẳng chứ không căng để tránh cho chúng ta bị đau lưng khi ngồi trong một khoảng thời gian dài. Và chúng ta duy trì trong tư thế này bao lâu mà chúng ta có thể. Bình thường thì Phi Lâm sẽ ngồi khoảng 45 phút. Nếu như khoảng thời gian đầu mà các bạn cảm thấy đau lưng và bị tê chân thì các bạn có thể xả ra và làm lại từ đầu. Với phương pháp này, khi chúng ta hít vô, thở ra, chúng ta có thể đếm mỗi một lần hít vô, thở ra là 1, đếm cho tới 10 và trong đó chúng ta lặp lại. Với tư thế bán kiết già thì chúng ta làm những động tác như tư thế kiết già. Thay vì đặt hai chân đối xứng vào nhau thì chúng ta có thể đặt một chân lên đùi chân còn lại. Và chân
kia thì chúng ta để phía dưới. Tư thế này thì tương đối khá dễ dành cho các bạn vừa mới tập thiền. Với những nhịp thở, hít vào, thở ra, một, hít vào, thở ra, hai, và chúng ta đếm từ 1 tới 10, sau đó chúng ta sẽ lặp lại từ 1 đến 10. Áp dụng phương pháp này với việc cầu nguyện với kinh kính mừng như sau. Hít vào, kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Thở ra. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Các bạn có thể hít vào, đọc một nửa kinh, thở ra, đọc một nửa kinh, và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi nào mà chúng ta cảm thấy thỏa mãn trong giờ cầu nguyện thì thôi. Và chúng ta cũng áp dụng tương tự với việc cầu nguyện với tin mừng. Khi chúng ta hít vào, chúng ta nhớ lại câu tin mừng mà chúng ta muốn suy niệm. Thở ra, nhẹ nhàng. Hít vào, chúng ta lại lặp lại câu kinh thánh mà chúng ta muốn cầu nguyện. Rồi sau đó chúng ta lại thở ra. Và cho đến khi chúng ta cảm thấy mình nhớ được cái câu kinh thánh mà chúng ta đang cầu nguyện, và chúng ta bắt đầu suy niệm lời Chúa muốn chia sẻ với mình, lời Chúa muốn nói với mình trong ngày hôm nay với bài tin mừng ngày hôm nay, và Chúa muốn gửi gắm cho mình thông điệp nào trong ngày hôm nay. Và chúng ta cứ hít vào thở ra liên tục như vậy để cho tinh thần của mình trở nên thoải mái, không bận tâm về những điều gì khác, và chỉ tập trung vào cái câu kinh thánh mà chúng ta đang suy niệm mà thôi. Ví dụ như chúng ta cầu nguyện với câu kinh thánh người phụ nữ ngoại tình. Hít vào. Chị hãy về đi và đừng phạm tội nữa. Hít vào. Chị hãy về đi và đừng phạm tội nữa. Chúng ta lặp lại 10 lần như vậy. Rồi sau đó chúng ta sẽ chuyển qua cái bước là suy niệm. Đây là một bước để chúng ta lắng nghe được tiếng Chúa nói với mình trong giờ cầu nguyện. Và khi mà chúng ta đã lặp lại 10 lần như vậy thì chắc chắn là tâm hồn chúng ta đã vào một cái trạng thái an tĩnh và không bị chi chí lo ra với bất kỳ một suy nghĩ nào khác nữa. Tiếp theo, sau khi ngồi tọa thiền một thời gian, chúng ta sẽ đến một bước là bước xả thiền. Vì với tư thế này, việc xả thiền là một điều rất hữu ích cho chúng ta để chúng ta có thể lưu thông lại khí huyết sau một quá trình ngồi với tư thế kiết già. Việc xả thiền, chúng ta ngồi duỗi thẳng chân, dùng hai lòng bàn tay cọ sát vào nhau để tạo ra hơi ấm. Đầu tiên là chúng ta sẽ dùng hơi ấm đó để làm mát da đầu. Chúng ta xoa da đầu để máu huyết có thể lưu thông. Sau đó chúng ta sẽ xoa lên mặt để máu huyết có thể lưu thông đi khắp cơ thể. Tiếp theo chúng ta sẽ xoa hai tay. Chúng ta sẽ kích hoạt tất cả các huyệt trên khuôn mặt của mình. Tiếp đến là sẽ vuốt xuôi chân từ trên xuống dưới để máu huyết có thể lưu thông trở lại một cách bình thường, tránh việc đau xương khớp sau này. Việc này chỉ mất từ 1 cho đến 2 phút, cho nên các bạn làm có thể một cách chậm rãi hơn.
chúng ta xoay đôi bàn chân của mình. Cuối cùng, chúng ta sẽ làm ấm phần lưng. Và cuối cùng chúng ta sẽ đứng lên đi lại một cách chậm rãi trước khi chúng ta trở lại hoạt động bình thường. Như ban đầu Phi Long có giới thiệu đến các bạn một tư thế ngồi thiền nữa, đó là ngồi thiền Seiza, là một kiểu thiền của Nhật Bản. Đây là chiếc ghế Phi Long sử dụng để ngồi thiền theo phong cách Seiza. Chiếc ghế được thiết kế có một độ nghiêng nhất định để có thể đỡ phần mông của chúng ta khi mà chúng ta ngồi với tư thế ngồi giống như quỳ. Vâng, chúng ta ngồi vào trong ghế và giữ hai tay trên đùi, mắt nhắm nhẹ. Và với tư thế này tương đối thoải mái cho các bạn thiền và rất là dễ dàng, các bạn có thể tự đóng chiếc ghế. Và theo phương pháp, các bạn có thể sử dụng giống như phương pháp của tọa thiền. Việc hít thở, hít vào, thở ra, đếm một nhịp. Chúng ta đếm từ 1 cho đến 10 và sau đó lặp lại cho đến khi tâm chúng ta được an tĩnh. Ứng dụng tọa thiền vào trong cầu nguyện, nên chúc các bạn có thể thực hành tốt cũng như có những giờ tĩnh lặng sau một ngày làm việc vất vả và não động. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau nói về hành thiền và buông thư. Xin kính chào và hẹn gặp lại.